vệ sinh cửa dưới mọi người đấy. Đây anh em vệ sinh lại mọi người. Thì nữa cái giọt mình hướng dẫn cho mọi người cân nặng hơn nha. Đây mọi người nhé, đây đang rửa lại vệ sinh lại cho mọi người. Ok, anh em đang vệ sinh cho mọi người. Jarvis Kitalo and Grace Mio. Anh em đang vệ sinh cho mọi người. Đây chuẩn bị lắp và lắp ráp cho mọi người. Hư hỏng đó nha. Thứ nhất là mình sẽ kiểm tra bộ phận nào bị lỗi hoặc là bộ phận nào bị lỗi hoặc là hư hỏng bên mình có thể khắc phục. Kiểm tra lại mọi người nhé. Đây, như hệ thống này là tại vì cầu xe rin xe thì nó hết thang hết đời rồi, nó khá lâu rồi. Nên bên mình có thể vệ sinh lại mọi người. Mấy thứ đây chuẩn bị là lắp cầu nhé. Còn người kia là đang từ diện nó. Đây là nhóm rịa của nó là 41 răng nha mọi người. Đấy. Đấy, rất là miệt mài nha mọi người. Đấy. Đây anh em đang vệ sinh lại hết xong là sẽ lắp cho mọi người. Ok, đây là cái cầu ECU 250 nha mọi người. Đấy, cầu này là cầu hơi nha mọi người. Đây là cầu xe của nó là khá là lâu rồi, để xin xe bãi mọi người xin đổ lại xe cầy nha mọi người. Còn đây là cầu ECU. Cầu này là cầu 3,5 tấn nha mọi người. Đấy, cầu tải chạy phanh hơi lốc kê. Đây bốp xe, bốp xe là lốc kê đầy đủ luôn mọi người nha. Cái này bên mình sẽ chế lại cho xe cày xe này. Cầu 3,5 tấn là chế cho xe bánh đôi nha mọi người, lốp đôi là được. 2,5 tấn là chạy lốp đôi vẫn ok, nhưng mà 2,5 tấn nó cái tăng bô thắng thì nó nhỏ, còn cái này tăng bô thắng là lớn là dành cho xe bánh đôi là ok luôn. Hết đất làm bến mình làm cầu 3,5 tấn là bảo đảm cho anh em là xe đi 10 tấn 15 tấn bình thường nha mọi người. Không cần thiết là mình đỗ xe cày xe con nông mà mình chế cầu 5 tấn đâu, hoặc là cầu IFA cầu L 5 tấn gì đâu, thì nó cũng chẳng qua là nó vẫn tất nhiên là cầu lớn nó vẫn bảo đảm và chắc chắn hơn, nhưng mà mình tính theo trọng tải của xe và độ trọng tải của cầu thì cầu 3,5 tấn nó có thể tải được là 15 tấn rồi mọi người nhé. Còn cầu mà 5 tấn là nó tải được 20 mấy tấn là mọi người biết rồi. Còn cái cầu mà 3,5 tấn là mọi người nghĩ xem là biết cầu này 3,5 tấn mọi người, cầu này là của xe container lớn luôn đó mọi người, không phải xe nhỏ đâu mọi người nhá. Kiểu như là dòng xe tải lớn á, xe 3 chân, xe 4 chân á mọi người, đâu phải xe bình thường đó mọi người nhá. Mà cái cầu người ta xài vẫn xài cái một cái cầu mà người ta chở được mấy mấy tấn là mọi người ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà đối với xe cày thùng nhỏ xíu mà còn chở là dư thừa, quan trọng là tay nghề mình làm. Thứ hai là cách mà mình thiết kế làm sao mà cho nó cân bằng, cân đối, chuẩn, chính xác. Chạy xe rất là nhẹ và xe đi rất là êm, là anh em chở hàng hoặc là con cái hàng nặng thì anh em tải được bình thường, cái đó mới quan trọng. Nhưng mà quan trọng là cái do giảm số xe chịu được hay không, hộp lai chịu được hay không, đó là của thợ làm tại nghề gara mình, cái đó là kinh nghiệm mà bên mình làm nha mọi người. Còn nhiều anh em cũng thắc mắc mà muốn đóng móc xe cho nó đổ cho cầu 5 tấn khỏi pha, khỏi lơ thì được hết. Nhưng mà quan trọng cầu càng lớn thì trong tải xe nó càng nặng hơn, thì đổ chở nó cũng ngang nhau hết. Chẳng qua là thùng xe mình cỡ nhiều nhất là mình chở 10 tấn, 12 tấn là hết đắt rồi. Có khi mình chở là được cho phép không tới 10 tấn nha mọi người. Xe cày mình được cho phép chở là 8-9 tấn thôi, 10 tấn là quá tải rồi.
Còn thường thường là anh em thích chở bao nhiêu thì đi đường lên núi lên dãy thì thoải mái. Còn đi đường trường, đi đường quốc lộ rồi chở qua tải đằng nào cũng gặp con anh xin phép thôi. Phía sau nữa, ok. Đây là vị trí của cầu nhé. Đây anh em mình sẽ đắp cái kia rồi thử cho mọi người xem. Thường thường cái cầu là bên mình phải xả lại phần bát này nhé mọi người. Đây là bát gối nhíp nhá, phải mở rộng lại tại vì cái thùng xe mình làm xe cày là thùng y thì mình phải gỡ rộng lên để cho thùng xe nó rộng hơn. Còn nếu mà theo rin của móc thì mình đổ xaxi mà xaxi rin của xe ô tô thì nó được, còn này mình vẫn đổ xaxi ấy thì nó mình dễ làm hơn. Anh đang cần chỉnh lại xong là đo lại xong là an lại mọi người. Ok, đây mọi người nha. Thực tiên lắp cái xía là mọi người phải lắp bộ nhông mặt trời nha, nhông nhỏ nha mọi người. Đây là nhông bi sai này. Đấy. Đây mọi người nha. Đấy, đây là nhông bi sai nha mọi người. Đây. Mình sẽ cho anh lắp. Anh lắp xong là mình sẽ hướng dẫn luôn mọi người. Cái kia lắp thì mọi người nên bỏ cái bạc này bên ngoài nhá. Đấy, đừng quên bạc nó bên ngoài đây. Đây rớt rồi cái đấy. Đấy. Xong là phải bỏ cái bạc đó xong. Anh em phải bỏ vào trong nha mọi người. Đây, cái kia là bỏ nhông mặt trời trước nha mọi người. Đấy. Đấy, xong là bỏ xong là anh em quay cảm thấy mà có cái bạc này nó quay bình thường nha mọi người. Còn nếu mà không có cái bạc thì nó sẽ cạo. Đấy. Khéo tay tí nha mọi người. Không khéo tay tí nó rớt đi rớt lại, nó mất công lặp đi lặp lại mệt lắm. Từ từ xoay xoay cái nhông kia cho nó rớt, nó ăn khớp với nhông kia. Đây này. Đấy. Cứ xoay nhông cái nào nó ăn khớp là nó sẽ đúng là nó rớt. Còn cái nào chưa đúng á, đấy. Chưa khớp là nó chưa rớt rồi. Tức là nó chưa lắp được. Đây, ok. Chúng ta lại nha, xoay xem. Khi nào nó rất là nó xoay đều nha, khi nào không rất là nó bị cong nha mọi người. Ok, tiếp tục. Đấy, ráp thì gối mới nha mọi người. Đó, lớn. Ok, và xong là sản chính đều ở trên tháp nha mọi người. Ông mới lắp được. Okay, lật xuống. Ây ây lật. Mùa canh ư đây. Canh ư mọi người. Rồi. Ok. Hắn mang nhạc rõ tôi. Rồi. Bỏ đi đây. Nhạc khóa luôn đây. Ý rồi. Cần... Ok, hàng xuống. Ừ, cho một bên nữa. Ừ, rồi. Dòng. Ok, lắp xong mọi người thiết lại chặt lên mọi người nhé. Rồi chúng ta rồi mọi người thiết lại chặt lên chặt để khỏi có tờ rơi mọi người. Ok.
cho cái con kia này nó đi fit nhau là được. Đúng chỗ đi phải mất công mình tháo cái đầu chắn này. Đây này phải vì mất công mình tháo cái đầu này và mình từ lấy xoay lại nhá. Xong là mình tiết lại, mình tính cái OV làm sao mà để không có đồ rơ, lặp đi lặp lại là cho nó fit luôn là chuẩn nha mọi người. Sau này anh em cháy tùy tiện nó không bị kêu hoặc là bị hú hoặc là rung đấy. Còn nguyên nhân là anh em là trình phải chuẩn cái này nhá mọi người, đây là trình chính xác chuẩn. Xong là mình thấy mà anh em luôn lắc thì không rung, không có đồ rơ nào tí là ok. Sau khi lắp xong là mọi người kiểm tra xong xuôi khí cả, xong là quay nhẹ tinh là ok nha mọi người. Nhưng mà trước khi người lắp thì nên là đổ mỡ ít vào để cho hơi trơn như này.